Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nữ mạng. Nhìn chung cả cuộc đời Đinh Mão gặp khá nhiều may mắn, nhất là trong vấn đề tình cảm. Sau kết hôn, cuộc sống có nhiều niềm vui, hạnh phúc khá trọn vẹn. Để hiểu rõ hơn về bản mệnh trong vấn đề tình cảm, sa đạo, sự nghiệp, mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi những phân tích tử vi xuyên suốt cuộc đời của nữ mạng Đinh Mão sau đây. Gia chủ Đinh Mão sinh năm 1987 nữ mạng, có cung mệnh thuộc cung Càn, mạng Lư Trung Hỏa, xương con mèo, tướng tinh con gà, bà chúa ngọc độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nữ mạng Đinh Mão thông qua bài thơ sau. Đinh Mão, mạng hỏa cung Càn, lư nhang lửa đỏ, mau tàn, mau nguôi. Giận ai nóng nảy không dây, người tới năn nỉ nắm tay dịu hiền. Xin lỗi bạn chớ có phiền, ít bữa rượu ngọt có tiền cũng đưa. Gái mà sinh đặng số này, phần đông giàu có, số cao có thừa. Con nhà cốt cách thu phong, cửa nhà tổ nghiệp tự mình làm nên. Hậu vận nhờ đặng cháu con, tiền vận lao khổ những còn sầu bi. Tai nạn nhiều lúc hiểm nguy cũng đều qua khỏi nhờ thì ơn trên. Tổng quan, nữ tuổi Đinh Mão lúc còn trẻ trải qua nhiều khó khăn, vất vả. Cuộc sống có lúc không được may mắn, tuy nhiên đây lại là những người rất có vận may trong tình duyên. Sau kết hôn, cuộc sống khác đi rất nhiều, cả về tình cảm lẫn tiền tài đều được như ý. Bước sang tuổi trung niên, Đinh Mão gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, về già được hưởng cuộc sống an nhàn. Tổng kết, nhìn chung cả cuộc đời Đinh Mão gặp khá nhiều may mắn, nhất là trong vấn đề tình cảm. Sau kết hôn, cuộc sống có nhiều niềm vui, hạnh phúc khá trọn vẹn. Nữ tuổi Mão hưởng thọ trung bình từ 79 đến 91 tuổi. Nếu làm nhiều việc thiện, sống có tình có nghĩa thì sẽ được gia tăng niên thọ. Tình duyên, sinh vào các tháng 3, 8 và 10 âm lịch. Nữ Đinh Mão sau kết hôn cuộc sống có nhiều khổ cực, họ phải làm việc vất vả kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình và hầu như ít nhận được sự giúp đỡ từ phía người thân. Tuy nhiên tình cảm hôn nhân lại rất tốt đẹp, cuộc sống có nhiều niềm vui. Nếu muốn sống cuộc sống được đầm ấm và hạnh phúc thì hai vợ chồng phải đoàn kết, biết tin tưởng vào nhau và cố gắng hơn trong công việc. Sinh vào các tháng 2, 4, 7, 9 và 11 âm lịch. Sau kết hôn, nữ tuổi Đinh Mão cuộc sống không có nhiều may mắn trong vấn đề tài chính. Mặc dù cuộc sống hôn nhân của họ khá hạnh phúc, tình cảm tốt đẹp nhưng lại hay vướng mắc trong vấn đề tiền bạc. Muốn cuộc sống được cải thiện hơn thì hai người cần phải cố gắng hơn nữa trong công việc cũng như trong cuộc sống. Sinh vào các tháng 1, 5 và 12 âm lịch, nữ tuổi Đinh Mão sẽ có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, mỹ mãn và nhiều người mơ ước. Họ không chỉ có vận may về tình duyên mà còn rất có số về tài chính. Gia đình công danh, gia đình trong cuộc sống có nhiều niềm vui. Các thành viên trong gia đình yêu thương và gắn bó đoàn kết giúp đỡ. Sự nghiệp của nữ tuổi Đinh Mão rất thích hợp với công việc kinh doanh, buôn bán. Nếu làm nghề này, họ sẽ phất lên nhanh chóng. Về sự nghiệp, phát triển nhất là ở giai đoạn 29 tuổi. Trong năm có vận may, được quý nhân giúp đỡ, công việc có nhiều bước tiến vượt bậc. Tuổi hợp làm ăn, nữ Đinh Mão nếu có ý định đầu tư, làm ăn kinh doanh sinh lợi, thì khi lựa chọn đối tác để cùng hợp tác phát triển thì nên chọn những con giáp sau. Đó là Mậu Thìn, Nhâm Thân, Giáp Tuất. Hợp tác với những người tuổi trên sẽ rất thuận lợi, may mắn, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Ngoài ra, bản mệnh có thể chủ động chiêu cầu quý nhân cho mình để tương hỗ cho công việc làm ăn bằng cách sử dụng vòng tam hợp, hợi mão mùi, phù trợ theo tuổi của mình. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp địa chi, hợi, mão, mùi. Tam hợp mộc cục dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não mang lại sự sang trọng quý phái cho người sử dụng. Hơn nữa trên ba viên mã não này còn có khắc hình ba linh vật hợi, mão, mùi giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân tương hợp cho người đeo, giúp công việc của bản mệnh phát triển thuận lợi và hanh thông. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý vị gia chủ hữu duyên hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân của mình. Lựa chọn vợ chồng, kết hôn với một trong số các tuổi Mậu Thìn, Nhâm Thân, Giáp Tuất, Bính Dần thì nữ tuổi Đinh Mão sẽ có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc và may mắn. Trong cuộc sống hầu như Đinh Mão sẽ không có những sự vướng bận trong vấn đề tình cảm.
Sau kết hôn, có nhiều điều may mắn xuất hiện khiến cho công việc lẫn danh tiếng ngày càng phát triển. Kết hôn với một trong số các tuổi Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Ất Hợi, Ất Sửu thì cuộc sống về tình cảm tốt đẹp nhưng tiền bạc lại không được may mắn. Cuộc sống vật chất thiếu thốn khiến cho Đinh Mão phải vất vả trong cuộc sống. Nếu hai vợ chồng cố gắng giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tạo dựng sự nghiệp thì ban đầu tuy có vất vả nhưng sau đó cũng đạt được kết quả khả quan. Kết hôn với một trong số các tuổi sau, Đinh Mão, Quý Dậu thì cuộc sống sau hôn nhân của nữ tuổi Đinh Mão sẽ rất khó khăn, nhiều điều không vui. Trong cuộc sống nhiều khó khăn, những điều không thuận đến khiến cho tâm trạng căng thẳng và áp lực. Muốn cải thiện hoàn cảnh hiện tại thì Đinh Mão nên quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Hai vợ chồng nên chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống. Khi về nhà không nên đem theo những cảm xúc tiêu cực, ức chế bên ngoài. Có những năm Đinh Mão trong cuộc sống không nên kết hôn, đó chính là 19, 20, 26, 31, 32, 38 và 43 tuổi. Kết hôn vào những tuổi này sẽ khiến cho cuộc sống gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới cuộc sống sau này. Tuổi Đại Kỵ, do xung khắc về bản mệnh mà tuổi Đinh Mão trong các vấn đề trọng đại không nên lựa chọn những con giáp sau đây để hợp tác nên duyên, đó là Canh Ngọ, Bính Tý, Nhâm Ngọ, Giáp Tý. Hợp tác với những tuổi này sẽ khiến cho Đinh Mão không may mắn, còn kết duyên thì có thể gặp nhiều chuyện phiền lòng. Năm khó khăn nhất trong cuộc sống, có những năm mà Đinh Mão gặp phải thất bại, không may mắn, do vậy mà nên cẩn thận hơn khi bước vào những năm này, đó là 20, 23, 27 và 40 tuổi. Bên cạnh việc tích đức hành thiện, bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy để hỗ trợ vận trình cho mình. Sử dụng bát bảo tâm kinh, vật phẩm chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật, được các bậc thầy phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm mang ý nghĩa Phật pháp to lớn được chế tác từ bạc S999, mặt trước chính là biểu tượng của bát bảo, nhà Phật. Mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho mọi việc suôn sẻ, thuận buồm, sức khỏe an khang. Có vận hạn đau ốm sẽ được giảm nhẹ, tai qua, nạn khỏi. Hơn nữa, vật phẩm cũng được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng trước khi đến tay của gia chủ, nên sẽ phát huy công năng tối đa tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của gia chủ ứng nghiệm thành công. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, Đinh Mão nên chọn ngày giờ xuất hành là giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ cho những dự định quan trọng sẽ có ảnh hưởng lớn trong cuộc đời. Bởi vì đây là những thời điểm rất may mắn, do vậy mà nó sẽ khiến cho Đinh Mão gặp thuận lợi, nhiều may mắn hơn cho những dự định sắp thực hiện. Diễn biến từng năm, từ năm 17 tuổi đến năm 20 tuổi, từ năm 17 đến 19 tuổi gặp nhiều trắc trở trong vấn đề tình cảm, nhiều lần thất bại khiến tâm trạng buồn phiền, có ảnh hưởng tới chuyện học hành. Bước sang năm 20 tuổi, có nhiều may mắn về tài chính, tình cảm trong năm cũng có nhiều tiến triển, đánh dấu bước mở đầu của một tình yêu đẹp. Từ năm 21 tuổi đến năm 25 tuổi, đây là khoảng thời gian rất tốt đẹp trong chuyện tình cảm. Trong năm nếu tổ chức hôn lễ sẽ rất may mắn. Ngoài ra công việc bước đầu cũng rất thuận lợi, tài lộc phát triển, nhiều cơ hội làm việc xuất hiện. Hãy chú ý nắm bắt để lựa chọn một trong những công việc phù hợp với bản thân. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi đến 27 tuổi, vận may đã suy giảm không bằng những năm trước đây. Tuy rằng tình cảm rất tốt nhưng đôi lúc cũng xảy ra nhiều tranh cãi, làm ảnh hưởng tới không khí gia đình. Những năm sau nên cẩn thận trong mọi quyết định quan trọng. Do có năm xung khắc nên sẽ dẫn tới hao tổn tiền tài, ra ngoài cần chú ý kẻo gặp phải những điều không may. Năm 30 tuổi, công việc có sự thay đổi lớn theo chiều hướng tích cực. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, khoảng thời gian này cuộc sống của nữ Đinh Mão sẽ vướng phải nhiều vấn đề. Trong năm nên cẩn thận hơn khi đưa ra các quyết định tài chính. Về mặt tình cảm xuất hiện những việc làm ảnh hưởng tới tình cảm giữa người trong gia đình. Đinh Mão nên cẩn thận hơn tới sức khỏe của bản thân, đề phòng một số bệnh liên quan tới đường tiêu hóa. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, thời gian này không phát sinh nhiều vấn đề hệ trọng. Cuộc sống khá yên ả và thư thái. Trong năm không có quá nhiều vất vả, áp lực, là thời điểm thích hợp để thư giãn và nghỉ ngơi. Nữ Đinh Mão nên dành nhiều thời gian hơn trong việc chăm sóc con cái và gia đình. Từ năm 40 tuổi đến năm 45 tuổi, từ năm 40 tuổi đến năm 42 tuổi gặp được nhiều may mắn trên con đường công danh lẫn sự nghiệp. Trong năm được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, dễ dàng đạt được thành công, có vận may về tài chính. Năm 43 tuổi cẩn thận hơn về vận mạng, khi ra đường cần chú ý đề phòng.
hai năm 44 và 45 tuổi, cuộc sống tốt đẹp, tình cảm thăng hoa. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, gia đình gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tình cảm tốt đẹp. Trong năm có nhiều điều vui về con cái, tài lộc cũng phát triển, tuy nhiên cần chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe. Từ năm 50 tuổi đến năm 55 tuổi, thời gian này tài lộc phát triển, gia đạo có nhiều điều vui. Cuộc sống hạnh phúc, tự hào về con cái. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, trong năm không nên đi xa. Do điều kiện sức khỏe không cho phép, cần chú ý trong việc bồi dưỡng cơ thể, giữ tinh thần thoải mái. Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ về tử vi chọn đời tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nữ mạng trên đây sẽ là nguồn tư liệu hữu ích đối với tất cả quý vị. Vạn sự trên đời đều không thể nói đúng một cách tuyệt đối, vậy nên những kiến thức tử vi trên đây chỉ mang tính chiêm nghiệm. Số phận còn lại thay đổi phụ thuộc vào đức năng và tâm tính của mỗi người. Chúc quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe, lạc quan và hạnh phúc.